Đây là khu vực đường Mẹ Suốt tại phường Hòa Khánh Nam. Những ngày này, quận Liên Chiểu đã triển khai lực lượng chức năng ra quân tập trung phát quang bụi rậm, nạo vét, khơi thông tuyến kênh thoát nước tại khu vực này. Tuyến kênh hở thoát nước đường Mẹ Suốt về cầu Đa Cô này có tổng chiều dài khoảng 3,4 km, là khu vực thường xuyên xảy ra ngập sâu mỗi khi mưa lớn. Tôi đang sống ở đây cũng trên chục năm rồi, thì đến mùa mưa lũ thì nước rồi đất nó bao giờ lớn hết, ngập trên mấy hết. Hôm nay phường với quận tổ chức lần đây thì người dân họ rất phấn khởi. Đặc biệt tuyến kênh Mẹ Suốt là tuyến kênh lớn, hầu hết là thoát nước chủ lực cho địa bàn phường Khánh Nam. Do đó cái việc mà nạo vét cái tuyến kênh mương tại đường Mẹ Suốt thì sẽ giảm thiểu cái việc ngập úng cho địa bàn phường Khánh Nam, thì địa phương rất phấn khởi và rất hoan nghênh cái việc này. Ngoài đường Mẹ Suốt thì một điểm thường ngập úng khác là khu vực núi Thành Vinh cũng sẽ được quận Liên Chiểu ưu tiên nạo vét, khơi thông các tuyến mương, kênh thoát nước trong đợt này. Quận cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân, ra quân dọn dẹp môi trường khu vực xung quanh nhà, đảm bảo thông thoáng, khơi thông các cửa thu nước trước nhà. Quận cũng đã triển khai rất là quyết liệt để mà thực hiện nhằm đảm bảo công tác thoát nước tốt nhất. Trong đó là có thực hiện công tác phát quang cây cối bụi rậm để tăng khả năng thoát nước và thực hiện công tác nạo vét lòng kênh mương để cho khả năng thoát nước tốt nhất trong thời gian ngắn nhất. Và đặc biệt thì quận và phường cũng thường xuyên duy trì các hoạt động ngày chủ nhật xinh sạch đẹp và bà con lối phố, tổ dân phố, khu dân cư ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường thường xuyên để đảm bảo công tác thoát nước. Đến nay, quận Liên Chiểu cũng đã phối hợp với Sở Xây dựng thành phố khảo sát, rà soát, xác định cụ thể 29 điểm khu vực có nguy cơ ngập úng khi xảy ra mưa lớn cực đoan để triển khai các giải pháp phù hợp. Về lâu dài, thành phố sẽ đầu tư tuyến cống thoát nước dọc đường Phùng Hưng, đoạn từ sông Phú Lộc ra đường Nguyễn Tất Thành để chống ngập úng khu vực đường Mẹ Suốt.